báo công an tìm đây. Ba người nữa đúng không? Dạ, thôi. Chết rồi, anh Sơn mỏ anh đi đâu mất rồi? Đâu? Đi xuống thuyền. Anh ấy khó tính, anh định đi đâu rồi? Lớn rồi, người ta lớn rồi, cứ phải lo. Trẻ con như cô thì mới phải lo ấy. Không, nhưng mà mình bảo để đi đúng tuyến cho nó về, để đi gặp nhau. Tuyến số 3. Gọi điện cho anh ấy. À, cô ấy đòi đi 3 về 2 được gì? Ok, thế thì đúng tiếng đấy nhá. Đây đẹp nhất đấy hả chị? Nhắn cho cái nhóm kia thế. Bà, xui lắm. Chị ấy sao chị lại vô đoàn kia gì nữa? Không vượt đi chứ còn gì nữa. Thôi. Đây cười kìa. Cười kìa. Đây để tao nghiêng ăn. Chuyện kiệt sơn môn Mỹ theo hướng về Việt Nam để chuyển. Nó hơi như ông thầy nói gì đó. Thế này có cái lái đấy rồi. Kìa kìa, cô gái kia, cô đang lái kìa. Có tí, có tí yếu tố nước ngoài. Đấy, người kia lái thì mới kinh đấy đó. Các thuyền cứ zoom hết vào đấy, lại thế mới lại. đấy, thế là cứ nhíu vào đấy, đấy. Chỗ này chả nhíu, cứ nhíu vào chỗ đấy. Chị đi được nhiều nhất là mấy chuyến? Là chị? Nay khéo mắc vào nhau. Được mấy chuyến một ngày? Đi từ giờ hôm ạ. Tại vì nay lễ thì ngày được một chuyến là có ngày. Sau này được có một ngày một chuyến thôi. Là đi cao thủ nhất là được một mấy chuyến. Cao thủ nhất thì được. Nhìn nhỉ, đấy, đang mắt nhìn gì? Một chuyến là 3 tiếng đúng không? Đúng rồi, quay lại đấy. Lùi ra rồi nha. Lùi ở trong kia. Đừng quay sát nữa. 2.000 lấy đỏ cơ. Để rõ những cái khe phút. Cái này thì ăn theo chuyến. Còn chị 70-30 đúng không? Không, cái này ăn theo chuyến. Theo chuyến thì được. Chuyến là được bao nhiêu? Cứ thẳng thắn đi. Nó thấy mình quay thì không thích. Không phải vậy, nhưng mà không phải là sợ các anh các chị phải chia cho em. Nhưng mà cái này thì hai triệu hai triệu. Tức là 1 triệu thì được 300 nghìn. Cái gì? Chị bảo nói nhỏ thôi, được 900. Rồi, biết rồi. Ngày mai cho tớ đi, tớ áo đấy, chúng nóng. Quá nhỉ. Thế rồi bảo bây giờ chỉ cần cày ra một chuyến thôi, 1 triệu rồi. Đỡ nắng. Nói mỗi mình cái thuyền này biết thôi, thuyền khác không biết đâu. Yên tâm, cái đây của ông Xuân Trường thì đây có ông Xuân Bình, bạn Xuân Trường đây rồi. Cuối cùng cả làng biết. Chỗ đây là sâu độ bao nhiêu mét à? À. Chỗ này sâu bao nhiêu mét? Ai không biết bơi, ai không biết bơi là cũng nguy hiểm đấy.
Chỗ này có cá không nhỉ? Có chứ. Nhiều cá. Cá này cá suối. Chồng đeo kính mặt vinh vinh. Cái thuyền kia đi đâu mất rồi nhỉ? Hả? Cái thuyền kia đâu nhỉ? Thế nó bơi làm sao? Sao? Mình nhảy lên thuyền. Cẩn thận đúng không? Người ta đã chứng minh rằng người ta không phải là người cao tuổi rồi mà cứ đòi chứng minh tư. Quá đáng. Người lớn tuổi thôi. Tao tiết kiệm ngân sách này này. Ngân sách còn cái lúc người ta cần cơ nó lên ấy thì tao phải trẻ. 50% đây. Vé à, phải thế là có phải là được muốn núi bằng mộ. Tao làm sao mà mày xẻ sói? Tao làm sao mà cứ ra dây xẻ sói? Không phải. Mình mượn giấy chứng minh thư của những người kia. Phải lên một mét nữa. Chỉ là cái ống nhiều tiền. Cái cối tự nhiên như hoang sơ từ ngày năm xuống đây cái nó cấm hết mà cấm khai thác đá nó còn không cho phá đá tất cả thú cái này là, nếu mà nhưng mà đây nó sạch hơn chùa Hương sông nó sạch hơn chùa Hương đấy sạch sẽ này nhìn cái nóng toàn dây bóng lên biển nổi nói chung là nó được ưu đãi cho nên là vì lý do nó nộp ngân sách cho tỉnh nhiều đúng không tỉnh được nó bôi trơn bôi chết các thứ bôi trơn là 1-2 là ngân sách danh nghĩa cũng nhiều chứ riêng cái chùa Bái Đính mà đang nộp tao thì thế bên này nó bị nhập vào cả cái huyện Hoa Lư vào thành phố Ninh Bình thành thành phố Hoa Lư tên là thành phố Hoa Lư rồi đô thị này một cái đoàn thuyền này thì hiện giờ đến 1000 cái mà. Hơn chứ. Đấy bao 2000 cái đây. Mấy nghìn cái tức là một ngày là 4000 khoảng 4-5000 đồng một khách. Đó là 428 là bao nhiêu ấy nhỉ? 8000 một khách. 500. 500. 250 là thế là cái thuyền là coi như một triệu. Nhưng mà nếu mà ví dụ các thuyền khác thì có người lấy được thì nói là cao thương ơi được cảm thấy cái tính trung bình một thuyền 1 triệu ngày là 2 tỷ không đi vẫn phải chi tôi cảnh quan mấy năm nay từ cuối năm học nên cũng kiểu nó cũng dập dạp hơn tự nhiên hơn trông nó núi nó có vẻ nó hoang sơ hơn chục năm rồi thì em đi đây mẹ phải là thứ 3, thứ 4 nhưng mà mẹ từ hồi Covid giờ có đi rồi trông với tôi chứ có phải là đi được nhiều đâu từ phố cổ sang Bái Đính.